Rồi các bạn thân mến, mình đang có mặt tại ấp Tân Long, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp nha các bạn. Và nơi mình đang đứng đó chính là cái một cái hàng rào rất là đẹp nha, hàng rào bông trang của anh Lê Hữu Phước nha. Hàng rào này thì nằm trên cái đường nông thôn ở ấp Tân Long, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung nha các bạn. Những năm trước thì mình cũng đã có review về cái hàng rào này rồi. Năm nay thì anh Phước tiếp tục xử lý để mà cái hàng rào này nó trổ bông đúng vào ngay dịp Tết luôn nha các bạn. Đây các bạn thấy, bên đây là những cây bông trang được ta dán hình cái thông ha, bông ra rất là đều luôn rồi. Còn ở bên kia là cái hàng rào ha, cũng trồng hoàn toàn từ bông trang luôn. Bây giờ mình sẽ quay một số hình ảnh bên mé bên đây trước cho các bạn xem nha. Rất là đẹp nha các bạn. Ở đây mà mình ghé mình chụp hình thì rất là đẹp luôn ha. Đây, đây các bạn thấy nè, đây là những cây bông trang hình cây thông ha, bông ra rất là nhiều ha. Thời điểm này nắng lên hơi nhiều cho nên là mình quay nó không có đẹp lắm các bạn. Như cây nào cũng ra bông đều hết trơn các bạn ơi, do anh Phước anh xử lý đó, xử lý để nó lồng lọt ra hoa vào đúng cái dịp Tết cho nên là hoa rất là đẹp ha. Đây chúng ta thấy nè, bên ngoài là những cái bông trang hình thông ha, còn bên trong là cái hàng rào bông trang. Đây cái hàng rào này hôm nay thì bông cũng bắt đầu ra rất là nhiều ở đây để các bạn xem ha. Nó như một cái thảm hoa vậy các bạn. Ở phía trước nhà mà có được một cái hàng rào như thế này thì rất là tuyệt vời luôn ha. Đây các bạn xem, rất là đẹp ha. Cũng hiếm có hàng rào nào được như vậy nha các bạn. Ở miền Tây của mình thì người dân thường trồng những cái loại cây cảnh để làm hàng rào, và bông trang cũng là một trong những cái loại cây cảnh mà thường được người dân trồng để làm hàng rào ha. Nhưng mà mình trồng làm thế nào để cho nó vừa đều mà nó ra hoa đồng loạt như thế này thì cũng ít người làm được hết các bạn. Anh Phước thì hàng năm ảnh đều làm một cái hàng rào như thế này để đón Tết ha, vừa cho đẹp nhà mà vừa phục vụ khách tham quan đến đây. Ai đi ngang đây thì thấy hàng rào này thì cũng phải trầm trồ nha các bạn. Rào này cũng khá là dễ tìm ha, các bạn đi trên đường quốc lộ 80 ha, đoạn bên Sa Đéc qua thì vừa qua khỏi cái ranh giới giữa Sa Đéc với Lai Vung thì một đoạn thì nghe đối diện cái công ty Minh Tiết đó các bạn sẽ thấy hàng rào này ha. Ở bên trong nhà của anh, vườn của anh Phước đấy, thì năm nay thì anh cũng xử lý những cái cây mai ra hoa rất là nhiều ha. Bây giờ mình vô đây mình sẽ quay một số hình ảnh về các cái cây mai trong đây ha. Có một cây mai rất là to, bông rất là nhiều luôn ha. Cây mai này nhiêu năm tuổi rồi anh Phước? Bông rất là nhiều các bạn. Cái mai này cỡ nhiêu tuổi rồi? Cái mai đó em không biết luôn, là nhưng mà nó lên trên từ hồi mà mình làm cái phôi á. Cái phôi cây nó khoảng bằng tầm tay là lên trên đây, là năm nay nó 5 năm đó, mà trước đó mình không biết.
Chứ nó tại vì nó nằm ở ngoài ruộng á, rồi mình không có. Rồi mà khi ngoài ruộng mà bước vô nó đã bay lớn rồi. Nó khoảng bề hoành khoảng 30 rồi. Dạ hả? Nó khoảng bự hơn cầm tay một chút. Rồi bây giờ nó lên cỡ cầm chân rồi đó ha. Dạ. Bây giờ nó được bề hoành mới có 50. À. Nhưng mà được cái bộ tàn. À quá trời cái tàn ha. Mai là mai năm cánh hả? Mai năm cánh, mai à. Y của mình đó. À. Hết cái vườn của mình giờ là được khoảng bao nhiêu cây? Hết vườn nếu mà nó hết luôn cũng 100 ngoài cây. À hơn 100 cây ha. Quá trời ha, bông nó đều, được cái là nó đều. Dạ. Cái này là anh lặt lá bữa nào? Cái này lặt là bữa 14 đó. 14 hả? Dạ, 14. 14 mình ở thì bữa nay về mùng 3 Tết vậy là cũng đúng rồi ha. Cũng đúng. Đúng Tết luôn. Quá trời các bạn ơi, bông từ trên xuống dưới đầy hết trơn rồi nè. Cái này khoảng 2 ngày tới nữa. 2 ngày tới nữa còn bông không? 2 ngày tới nữa còn. 2 ngày tới nữa là nó vàng, nó trơn tại vì bụng thấy cái này hết rồi. À. Quá trời. Vườn anh là cây này là bự nhất rồi phải không? Đúng rồi. Tại mới chơi đây hà, mới chơi à. Mấy năm nay. Mới chơi mê đây ha. Dạ. Hồi trước là bỏ nó ngoài ruộng luôn hả? Bỏ ngoài ruộng á, tự động nó lên chứ mình không có trồng. Mấy cây bên đây cũng bông nhiều nữa nha các bạn. Chung là mấy cây này trồng một lượt hết. À. Mấy cây mai của anh thì bông khá là nhiều ha. À, các bạn, qua góc này mới qua cho các bạn xem nha. Cây mai rất là to, bông rất là nhiều ha. Đây. Cái này cao khoảng mấy mét hả anh Phước? Khoảng 5 mét rưỡi hả? À. Tán ngang thì 4 mét rưỡi. Tán ngang 4 mét rưỡi. Ta đo hả? Ta hỏi mua hả gì? Hỏi mua nhiêu? Mà người ta trả nhiêu? Người ta không có trả, người ta kêu mình nói giá. À, kêu mình nói giá mà anh chưa bán ha. Mình đâu có mình không muốn bán mình để chơi thôi, à. Mình không có nói giá. Quá trời các bạn lạc vô cái vườn mai này thì mặc sức mà chụp hình luôn nha. Nó vàng hết trơn rồi nè. Nè. Con bé nhà mình nó vô đây nó hái mai của người ta nè. Bông nó bông gì vậy con? Bông gì? Bông gì? Bông mai đúng rồi. Rất là đẹp nha các bạn. Ở mà xã Hòa Thành của huyện Lai Vung á thì có một cái đoạn đường rất là nhiều mai các bạn đi từ Sa Đéc chạy qua thì vừa qua khỏi cầu Bạc Phủ ha, đoạn giáp ranh á thì các bạn qua cầu các bạn nha. Đi bên mé bên đối diện với quốc lộ 80 thì một cái đường mai rất là nhiều. Rất là nhiều cây mai ha. Vườn của anh Phước nói chung là rất là đẹp ha. Vừa có mai mà vừa có hoa trang nữa. Rất là ok luôn ha. Rồi bây giờ có rất là nhiều người, người ta cũng trồng bông trang để mà người ta làm hàng rào, nhưng mà họ xem cái video qua thường là quay cái hàng rào của anh ấy, thì rất là ngạc nhiên và bất ngờ. Vậy thì anh có thể chia sẻ để mọi người có thể có được một cái hàng bông trang mà nó ra hoa đồng loạt vậy không, làm cách nào mà mình xử lý để nó ra được vậy anh? Nói chung là nó cũng như mỗi năm thôi, tầm giữa tháng 9 á, thì mình cắt cây. Cắt cây là mình tưới nước rồi cũng sẽ thuốc đều đều vậy, là tự động nó chu kỳ nó khoảng 100-110 ngày. Từ khung 90 ngày đến 101 ngày là nó sẽ chỗ đều rồi. Nó dễ lắm chứ nó không có khó khăn là bắt buộc mình phải kỹ thuật gì cao chân á. Tại giống cây này bắt buộc là nó như vậy là tới thời kỳ nó sẽ ra bông rồi. Vậy là khoảng giữa tháng 9 là bắt đầu mình làm gì anh? Từ giữa tháng 9 là mình cắt cây nó là một cái một cho nó bằng ngọn hết luôn, đều hết luôn, là mình tưới nước với xịt thuốc sâu đồ bình thường vậy đó ha. Rồi thuốc dưỡng đồ vô là tự động nó 100 ngày hoặc là từ 90 ngày cho tới 100 ngày là nó có bông rồi. Còn muốn nở tươi nữa thì nó lố ra khoảng 110 ngày là nó sẽ nở sáng trưng luôn. Rồi cái cách là mình xiết nước rồi thì sao để cho nó ra đồng loạt?
Thì nói chung mình cắt cơi mình vẫn tưới nước bình thường cho cây nó phát triển, rồi bắt đầu chừng nào mà nó ra cơi đều hết, mình cảm thấy đều hết rồi là ngưng tưới nước, khoảng thời gian là tự động cây ra bông. Là mình ngưng tưới nước là ngưng khoảng bao lâu? Ngưng khoảng cũng như là cho nó khô đất, cái cây nó hơi già cái cây lại là bắt đầu mình tưới lại là tự động là tới thời kỳ ra bông. Dạ. Nó cũng dễ chứ không có khó. Nhưng mà cái cây vậy thì như nãy nói xử lý phân đó, thì mình xử lý phân gì? Nói chung là phân là mình giải 20-20-15, 16-16-8 vậy thôi, đơn giản thôi, hàm lượng kali cao vậy đó. Rồi là tự động tới thời gian là nó ra bông thôi à. Nhưng mà phải thuốc sâu đều đều nha, không thuốc sâu thì sâu nó ăn bông chân à. Như thường là thì sâu là anh xịt bao lâu mà anh xịt một lần? Khoảng 10 ngày hoặc là nửa tháng trở lại thôi. Khi nào mà có nụ thì mình xịt đều đều khoảng tuần lễ là cây nó phát triển tốt lắm, nó đạt, chứ có sâu rồi cây nó thì nó bông mình không có được đều. Cái cây bông trang này thường thời gian từ lúc ra bông tới lúc nó tàn luôn là khoảng bao lâu á anh? Nó tầm cỡ một tháng đó. Tại vì á, cái này là nó chỗ từ hồi bữa 20 là nó đã bắt đầu chỗ đó, mà bữa nay là mùng 3 rồi, là mình 13 ngày, còn mười mấy ngày nữa thì nói chung nó càng về sau á, nó nằm cái khoảng giả tỷ một tháng, nhưng mà nó nằm cái khoảng cái khung là khoảng giữa là bông sẽ đẹp nhất, còn về sau á là bông nó hơi úa rồi, nó hơi tàn rồi. Bông nào cũng vậy chân, cái lúc mà mới chỗ thì mình nhìn thấy đâu đẹp đâu, nhưng mà tới lúc mà bung hết ra rồi là nhìn nó đẹp. Bởi từ cái lúc chỗ cho lúc tàn á là khoảng một tháng. Mà nó tàn xong rồi anh phải có mất cắt tỉa gì bỏ mấy cái nữa không? Có, khi mà mình cảm thấy là được rồi, là hết sưng rồi thì mình cắt lại cho hiện trạng ban đầu là cái hàng rào của mình, để cho mà mình dưỡng qua năm sau mình có bông tiếp tục nữa. Còn mà nếu như mà bỏ phế mình không cắt luôn thì nó có ảnh hưởng gì không anh? Nó cũng vẫn bình thường, nhưng mà cái cây mình nó si, nó qua cái dịp Tết nhiều khi nó có bông chỗ này có, chỗ kia nó không có, nó không được điều nữa. Là mình phải xử lý cho nó thuốc men rồi vô lại cho nó xanh tốt rồi lại, cũng như mình làm cái hàng rào bình thường hàng ngày. Rồi bắt đầu tới giữa tháng 9 đó bắt đầu mình mới làm bông cho nó có bông Tết này mình chơi một lúc. Nó cũng giống như cây mai vậy thôi. Nó cũng xong rồi mình cũng phải cắt tỉa. Nó cũng đơn giản. À, năm nay thì em thấy là hình như nó không có đổ đều mà bằng như năm rồi, là nguyên do là sao hả anh? Nguyên do là thấy là cái thời tiết năm nay ngộ sao mà nó không có thời tiết của sân. Nó nay mưa cái mốt nắng cái bắt đầu lạnh cái ấm lại cái cây mình, cái lúc cái này chỗ thì cái kia nín lại, cái lúc kia cái chỗ cái lên không có điều, lọt sọt nó không có đạt. Nhưng mà vì là cũng khoảng được 70%, chứ như mọi năm thì không có bằng. Tại năm nay vướng trận mưa gần Tết nữa, bông nó dễ úa với giờ tàn hết tớp rồi. Sao năm nào anh cũng cố gắng mình xử lý cho ngay Tết rồi, giờ sao anh thấy nhiều người ta cũng trồng, người ta cũng để tự nhiên nó ra, tự nhiên ra, tại sao anh lại cố gắng mình chăm chút dữ vậy? Nói chung là mình có một cái hàng rào mà cái này bông nữa, ví dụ Tết người ta trồng bông rồi thì mình có cái hàng rào này để mình làm bông, thì mình khỏi trồng rồi, mình phải săn sóc cho có bông cho nó đẹp. Chứ nếu mà mình để cây đã nó có bông mà mình Tết mình để trống trơn mà xấu quá thì nó không được đẹp cho nhà mình. Rồi mình cố gắng mình làm cho nó đẹp vậy thôi. Sẵn như là mình Tết mình đi mua bông. Còn bây giờ hiện tại bây giờ mình có bông rồi mình khỏi đi mua. Mà anh làm đẹp về thì nhiều người đi ngang, có ai khen gì không? Có, người ta đi ngang á, mình thấy người ta ở Sài Gòn, người ta về bên sông đó, chỉ qua trời ơi hàng rào đẹp mà nói, mà bên đây mình nghe luôn mình thấy cũng vui. Rồi cảm ơn anh nha. Dạ. Rồi mong là năm sau thì hàng rào mình sẽ tiếp tục nữa, mà dịp Tết về để mà các tham quan ta đi ngang này ta có thể chiêm ngưỡng và chụp ảnh nha. Dạ.
sáng dịp mình đi ngang cái tuyến đường này thì mình quay số hình ảnh đẹp để giới thiệu đến các bạn ha. Nếu các bạn có dịp trong những ngày Tết này có dịp đi ngang cái khu vực này thì có thể ghé tham quan ha, cái hàng rào Bồng Trang cũng như là cái vườn mai của anh Phước ha. Rồi xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.